tại các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang đã có lượng mưa tới 61mm làm thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, mưa lớn đã tạo thành dòng lũ cuốn trôi hoàn toàn cầu bê tông cốt thép chiều dài 33m nằm trên trục đường từ xã Chiên Phố đi bản máy huyện Hoàng Su Phì. Hiện nay, xã bản máy vẫn bị cô lập. Trên quốc lộ 2 đoạn từ km 6 đến km 15 đường Hà Giang Tuyên Quang, từ 5 giờ sáng ngày 4 tháng 7, nhiều đoạn đường đã bị sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hàng chục nghìn mét khối, làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ liền. Ngoài ra, tại địa bàn các huyện Bắc Mê, Yên Minh, Xín Mần và Mèo Vạc, nhiều tuyến đường liên xã, nhiều công trình công cộng như đường điện, trạm y tế, nhà dân cũng bị đất đá vùi lấp, tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng xuống hiện trường, phối hợp với nhân dân khắc phục hậu quả, trong đó mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng về người. Đối với các hộ gia đình nhà bị sạt lở hoặc nằm trong vùng nguy hiểm, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão yêu cầu kiên quyết phải di chuyển đến nơi an toàn. Đối với những tuyến đường bị vùi lấp, các huyện đã huy động một số lượng lớn con người và trang thiết bị máy móc hiện có để tập trung khắc phục, đảm bảo thông tuyến, hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu để nhân dân ổn định cuộc sống, khắc phục những công trình bị hư hỏng nhẹ.